nhà thờ. Thứ hai sẽ là kiến trúc của bà là vậy luôn. Thì gạo nam tô sẽ có một vàng, một cam, một nâu, đỏ nha. Thì bây giờ số lượng tô vẫn giống người tô bức tranh này ha. Gặp có màu gì em? Mình sẽ tô như một tím trước nha. Mình sẽ tô một phần. Chết là em kiếm mình nhìn quá quên rồi. Con chim bay trên trời á. Còn cái đầu anh ạ. Còn mỗi hai cái nữa. Tiếp theo mình sẽ tô một chim. Mình sẽ tô cho và mình sẽ tô cho để không để bị lem ha. Nếu nhà mình sẽ tô là tô full một tím luôn. Sẽ để thêm rap nữa. Hay là kênh đó mua 12.5 mét rồi. Nó mới nhắn cho phòng nó trả phòng 13.5 mét rồi. Anh ép 1 mét. Sòn phòng có nhắn nằm. Em phòng nó cũng hợp lý. À, mình tiết 1-2 triệu cuối cùng cái bút kênh đi làm. Thì mấy lần rồi mà. Bữa hẳn cũng vậy kìa kìa. Nó cố tới thì kia. Nó thấy anh rồi giờ sao em? Chạy trốn kiếm nấp sáu cửa vô cửa vô phòng rồi trốn phòng xuống mình thèm không thấy anh thèm rồi chắc thấy bà cái bà kẹt đã mình sẽ đồ ha thôi tuổi em đang chọc con mà luôn đó. Nơi em trốn, hợp lên mấy anh kia lại bắt. Tiếp theo là tô cái nhà bên đây. Bấm bê trốn hợp. Mất vô. Nó chạy em kêu rồi. Nó sẽ tô cho điệu ha. Màu xanh. Rồi mình sắp hoàn thiện xong ngôi nhà rồi ha. Tiếp theo mình tô nhà bằng kem ha. Đặt tiền sẽ tô những ô cửa sổ màu chỗ vậy. Kiếm chưa chỗ không có đường đeo anh à. Còn có 4 hàng nữa tổng hàng à. Đi. Chốt. Trời ơi. Chết em rồi. Hên biển không kêu ạ. Thế con mới chơi nước biển ngáo anh ơi. Chúng học cố kiểu gì á? Đó, cho một cái em. Rồi em cứ ăn, con này ngu quá anh. Con mẹ. Nứt được. Nó anh thấy cái chống cái dấu chống hay trên đầu anh đừng chống học. Rồi, còn mấy à? Còn sẽ đây à? Anh ơi, để quay lên chủ nứt anh ơi, gặp nó, lên đứng em cục tròn anh, đứng em cục tròn. Nhỏ, xuống ngủ.
Ủa con này là con gì? Con đó bắt anh. Cô đã bắt chí xong rồi. Anh chạy nhanh lên nó kêu cho con bắt à. Tôi không để bị lên em nha. Còn như khủng nữa hả? Còn 6 cục nữa. À, cố xé thì chơi đã mà. Đét quá bật lên. Tiếp theo là cái ngôi nhà nhỏ hả? Anh trốn học anh chạy xe luôn. Mấy anh này chơi ngu quá rồi, chút hiếp chút đeo. Tiếp theo sẽ tờ màu nâu. Con màu xanh nó ngu quá được. Rồi, chút đeo rồi. Anh đứng núp hộp nè. Con màu xanh bắt nữa hả? Ngu. Ý cái con xanh lá. Cái con đó là như đụng mà đập á. Nó y gan con xanh biển anh. Ngu. Ủa cái con này nó con khác. Con xanh biển được chưa rồi. Ở trên xin tôi có rồi. Còn 4 cái là bén. Tiếp theo một đỏ. Còn 4 cái, còn có mấy thằng rồi? Còn 3 4 người. Còn con đang ăn gì vậy? Có, còn 3 người nữa thôi. Em chết veo rồi. Thấy mấy chữ kia nó tới hủ chưa mà. Đâu, của anh đi, tên anh. Mình đã tôi xong mình nha. Và đây chính là thành phẩm của mình nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo nha. Bye bye.